quyết tâm theo đuổi và chinh phục con đường thể thao chuyên nghiệp, nữ hoàng nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo dù đã kết hôn 3 năm nay nhưng vẫn thống nhất cùng chồng chưa vội sinh con. Cô chia sẻ những tấm huy chương vàng mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc, có công đóng góp rất lớn về mặt tinh thần từ người chồng hết mực chiều và yêu thương mình cũng như sự chia sẻ của người thân và gia đình chồng. Là cô gái vàng của thể thao Việt Nam khi giành rất là nhiều các huy chương vàng ở các kỳ như là SEA Games hay ASEAN. Ngoài đời, Thu Thảo là một cô gái như thế nào? Ở phần 2 của chuyên mục Hot Face thì vận động viên nhảy xa Thu Thảo sẽ có thật là nhiều những chia sẻ dành cho bạn đọc. Xin cảm ơn Thu Thảo rất nhiều vì bạn có nói với tôi rằng bạn có thể chia sẻ mở lòng rất là nhiều những câu chuyện về ông xã, về cuộc sống của mình. Thể thao khiến cho tình yêu của bạn nảy nở hay là điều gì để khiến cho bạn gặp ông xã yêu rồi lấy? Tình yêu thì đến thì yêu, cũng chả nói là do thể thao thì hai người gặp nhau thì nói chuyện hợp nhau thì đi đến tình yêu và kết hôn. Bạn tập luyện thì thường thường là cuối tuần mới về nhà đúng không? Như hoạch định là một tuần chỉ gặp ông xã khoảng một ngày rưỡi. Như vậy thì quãng thời gian hai vợ chồng sống mà phải xa cách như này là được bao nhiêu lâu rồi? Vậy em lấy nhau gần 3 năm thì cũng thời gian xa cách nó cũng bên nhau mới xa cách gần như nó cũng bằng nhau ấy. Tức em là không tính biết được bao nhiêu thời gian. Tức là cái quãng thời gian ở trung tâm nhiều hơn là quãng thời gian ở với ông xã. Như vậy thì sẽ rất là ít khi mâu thuẫn xảy ra phải không? Vâng ạ, hai vợ chồng em ít khi mâu thuẫn xảy ra. Tại vì chồng em cũng hiền lành, ít khi nói lặng lời lắm. Và cũng chiều theo ý em. Nên là hai vợ chồng cũng ít cãi nhau. Bạn đã lập gia đình 3 năm và đến bây giờ vẫn gác lại việc sinh con. Như vậy là bản thân bạn cũng có sự hy sinh, nhưng tôi nghĩ là chồng bạn cũng như là gia đình phía chồng bạn phải có thật là nhiều những chia sẻ đối với bạn trong sự nghiệp thể thao phải không? Gia đình và chồng em cũng họ cũng hiểu và thông cảm cho em. Trước khi cưới em cũng nói là em còn theo sự nghiệp thể thao đã, nên là cưới về thì chuyện sinh con cái em cũng phải tính sau, nên mọi người cũng thông cảm. Như bạn chia sẻ thì chồng bạn là một người rất là tâm lý, chiều vợ. Nhưng mà tôi đang muốn biết là anh ấy có phải là một người lãng mạn hay không? Cử chỉ nào lãng mạn từ phía chồng mà bạn khiến bạn xúc động nhất? Cũng không có cử chỉ gì quan trọng lắm. Nói chung là chồng em cái gì cũng không chiều em gì cả. Cũng giúp đỡ giặt quần áo, lau nhà, rửa bát, nấu cơm cho em. Bạn đi cả tuần rồi mà về nhà chỉ có một ngày rưỡi thôi mà anh ấy vẫn chiều bạn như vậy hay sao? Vâng. Chị tưởng là với một những cái người đàn ông làm đấy, cô đã đi phục vụ sự nghiệp cả tuần rồi, cô về một hai ngày thì cô phải làm nghĩa vụ cái việc đấy chứ. Không ạ, chồng em nghĩ em tập luyện mệt mỏi, ngày cuối tuần mới được nghỉ ngơi, nên là chồng em luôn phụ giúp công việc cho em. Bạn phải triền miên dành cho thời gian cho tập luyện và thời gian ở nhà thì rất là ít, và thời gian để làm con dâu này, làm vợ này, cũng rất là ít. Vậy thì bạn có thể chia sẻ gì về cái tình cảm của bố mẹ chồng dành cho mình cũng như là chồng dành cho mình? Như lúc nãy thì bạn chia sẻ về chồng rất là nhiều rồi, anh ấy chia sẻ nào thì giặt quần áo này, nấu nướng này, thậm chí cả rửa bát. Vậy thì còn bố mẹ chồng thì như thế nào? Thường thì bố mẹ chồng em đi làm hết, bố chồng thì em đi làm xây ở Hà Nội, mẹ chồng em thì cũng làm bánh nhá, kiểu làm bánh đêm thì thường phải dậy từ 3 giờ sáng, với lại sáng thì phải đi chợ chưa về thì cũng phải nghỉ ngơi để chỉ làm bánh, thì cũng ít thời gian chỉ có ăn cơm thôi, còn thường thời gian thì về cũng không có thời gian chia sẻ nhiều. Khi về có hôm hai vợ chồng em, thường thì chồng em đi làm về đến chiều tối hai vợ chồng em mới về. Về thì thường bọn em thi thoảng xuống nhà ngoại ăn cơm, hoặc là về cũng tối ăn cơm xong thì cũng đi chơi với nhà một tí, xong rồi về nói chuyện chỉ dăm ba câu là bố mẹ cũng đi ngủ để đêm dậy làm bánh thôi, nên không có thời gian chia sẻ nhiều. Mỗi một lần mà bạn đặt những tấm huy chương quý giá, ví dụ như huy chương vàng của SEA Games này, huy chương vàng của ASEAN này, thì khi mà chắc là bạn sẽ phải gọi điện về cho bố mẹ rồi cả chồng mình. Vậy thì thường thường lúc đó bạn sẽ nhận được những cái sự khích lệ như thế nào từ ông xã? Thì chồng em cũng nói là em rất giỏi và rất tự hào về vợ mình ạ. Thảo thân mến, nếu mà lúc nào đó buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp thành công và gia đình thì bạn sẽ phải đối diện với nó như thế nào? Thật ra thì em cũng không muốn lựa chọn, tại vì
tập luyện thì em sẽ tập luyện hết sức mình để có thể mang lại nhiều vinh quang cho Tổ quốc, và em sẽ tập đến hết sức mình, lúc nào có thể không đạt thành tích nữa thì em sẽ nghỉ để em có thể chọn về trọn vẹn về nghiêng về cho gia đình.